thầy nói luôn, có trả bằng. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình qua nhà người bạn chơi. Hôm nay tụi mình tổ chức nấu ăn. Hôm nay mình ăn seafood. Đây là con steamer. Tiếng Việt mình không biết. Tại nghe đây người ta kêu steamer. Mình gọi là steamer thôi. Đây là ốc nha. Ốc trước hay ăn nè. Giống như ốc đắng Việt Nam mà. Kỳ trước nấu chị vô tôi nấu chung á, là nhát à. Đây đây là con crawfish tươi nha. Ôi trời ơi, có càng nó đâu kẹp càng nó đâu bà. Càng nó kẹp không vô? Bỏ không, bỏ tay vô thử không? Thử đi, mình cũng vô biết nữa. Này, đưa vô cái càng á. Ôi con này bự. Thôi, đừng nè. Đừng có suối dại. Không, có coi đào thôi. Cái con này bự. Con này bự. Đây cầm cho và bỏ cái tay vô cái càng đi. Mà thử đi thì thôi, thôi. Thì thử chứ. Thôi. Dạy vô đi. Ngày đây là mấy con cua đá. Cua đá mà bữa đi ăn buffet á các bạn. Nên mình mua về mình làm luôn. Này, nó còn sống luôn. Thì mấy con thì 4 con. 4 con. Cũng 16 con á, mình không hết. Bên đây là mình lật ốc nha. Cho vài miếng lá chanh đi. Lá chanh hả? Mấy miếng. Ốc luộc lá chanh. Xả. Bên đây là mình làm crawfish. Nồi này là mình hấp cua. Đây, đang hấp mấy cua. Có bỏ chanh trong đây nữa nè. Cho nó xông hơi xíu. Cái crawfish thì mình chế biến với cái sốt này ha. Sốt này là của Luciana. Thì đúng cái chất làm crawfish luôn. Tươi. Đây bạn Mập đang cắt xoài. Bạn Mập làm xoài lắc muối ớt. Tôi cắt làm sao cắt không được hết rồi. Ủa cắt sao mất tiêu cái hộp rồi bà? Hay vậy? Hay à? Hay á. Xoài này mua nhiêu trái? Mua thao. 3 trái 8 đồng. Ồ, 3 trái 8 đồng, 3 trái tầm 200 ngàn á. 200 ngàn hả? Ừ. 200 ngàn tiền Việt Nam đấy. Ý rồi này nó tính theo pound không mà. Bây giờ mình bỏ crawfish vô. Bỏ vô cái nồi. Mình cứ rớt ra trong cái chồng chồng chồng. Vô. Bên đây mình luộc steamer. Steamer giống như con gì á? Biết con gì giống chấm chém chép hả? Rồi tay bên này nhìn ở ngoài nó mới đẹp. Tấm đường chứ. Vậy đó. Ghê không? Nay lì ha. Chắc nước ra kết. Nè, luộc sơ cho nó thấm chút thôi. Giờ mình làm cái nước sốt khác. Còn thối mù mịt. Đỏ cho ha. Cho mình làm nước khói. Bây giờ mình chế biến sốt luôn. Này là bơ hả? Bơ với bơ tỏi. Bơ tỏi đường. Tỏi bên kia hả? Mà ốp mình có bỏ cái bột nãy nữa không? Có. Cho đẹp. Được thôi. Còn mua cái tiệm nó đẹp vậy? Không, tiệm ấy sợ đó.
Đây là cái bữa tiệc của tụi mình ha. Đây là có gà chiên nước mắm kiểu Thái Lan nè. Miên hả? À, cái này là crawfish ha. Là steamer. Này, cua đá và ốc. Em thử cánh gà trước ha. Em thử cánh gà trước. Cánh gà chiên nước mắm. Sốt này ngon nè. Wow. Nó ớt nhiều quá. Ngon quá vậy. Mình thích pha cái sợi đó. À. Em bài cánh gà đi. Không được đâu. Thầy cho mình cái gà đi. Thử chứ hả? Chút nè, seafood. Ngon quá. Ngon. Một phần này bao nhiêu? 13 mấy á thôi. Lớp bột chiên ngoài nè. Với lại nước sốt nó vừa à. Cánh này à. Cánh nào chắc. Ủa lấy nước. Gà này không phải gà Mỹ hả? Nó không có bở. Gà hả? Không. Gà Mỹ mà. Gà Mỹ nó không bở không? Chứ em nghĩ ở Mỹ là gà gì? Gà bộ. Ngon quá bà. Rất là. Ngon. Giới thiệu không sai nha. Cái chỗ không? Có chỗ không? Cái bia này giống bia Việt Nam, có dây bạc chưa đây? Hả? Quay đi. Ai quay làm gì làm mình ăn này. Bên nữa cũng ăn được chứ, không bao giờ. Ở bên kia có nước nóng hả? Chắc được mà không? Ấy nước nóng hay không? Ăn chim mà. Mình thì bỏ ghét. Cái con này ăn mình quay nhiều lần ha. À, phải lột cái lớp này nè. Chấm muối hả? Ngon lắm. Nào món gì cũng ngon nha. Ra, crawfish. Món này quan trọng. Món này tới 4 người. Ôi, 3 người làm mà. Người kia đứng nè. Người đứng coi đều. Đứng coi. Món nào cũng 3 người làm, người đứng á. Ừ. Thấy là vậy luôn. Tại nó lay. Chắc có một con là mà giờ cái nước nó lay á. Ừ. Thấy nãy giờ ăn con nào cũng ok hết. Sao fit này được nè. Có một đứa ngã đó thôi. Coi đứa nào may mắn á. Ngã đó. Rau phít nhìn tươi quá. Ngon quá, tươi quá tươi, ngọt. Thôi. Rau phít nữa, hình như nóng tẩm hết ta. Đúng rồi. Ăn không phải luôn. Ba đồng ba đồng bốn đồng. Cho biết bốn đồng không? Ừ. Đi mua mười mấy đồng. 18
Nhớ có là mình mua 18 rồi. Bình thường ngoài ăn tiệm 18 đồng không? Còn sống này cũng sống mà. Rồi, mua đây rẻ gì nhà chế biến cho rẻ mà nó ngon. Dừa ý thích. Béo quá. Cua ế rồi đó. Cua để ăn xa quá. Mình phải xử những gì mà ngon trước. Thôi. Thôi, ăn không nói gì khác thôi. Đồ cà cua này cà phê này. Kiếm gì? Mình phải gắn đi. Có lẽ đó. Đây có dặn. Có trong cái đầu rau phít cũng có dặn. Món này chan cơm. Này ăn cơm không? Thì thèm cơm quá ta. Mà ăn cứ cơm ngon thiệt mà. Chan với nước này nè. Thôi nhưng mà cứ cơm à. Chúc mừng. Rau phít. Nãy giờ mình rau phít đó. Tắt. Đi tắm. Trộn với nước sốt hả? Có sốt thì dưới á. Ngon quá. Mà cay quá. Sặc rồi. Sốc rồi. Này mình về tới xịt ăn cái này, ăn crawfish này nó chắc là rẻ như như cho không quá. Cua sen anh này cũng rẻ mà. Của nó mà. Một đồng mấy hả? Chắc có thể. Thế đồng mấy ở đây à? 99 cent. Đây mà ba mấy. Ở tiệm nó bán còn 4 đồng mấy hay gì á. Tiệm. Tiệm nó 26 vậy nào. Không có. Xíu. Món crawfish này đắt quá. Đắt. Cay. Trong đầu nó có chút gạch à. Nó béo quá. Cái này phải cho nó thấm chút nữa ha. Không biết sao mà làm thấm á. Để lâu chút nữa. Cho nó teo quá. Sôi. Sôi rồi tắt thôi để đó. Không mình tắt lửa luôn, mình để cho nó thấm á. Thấm bóc mấy con dưới. Sắp luôn. Sắp luôn. Đã ăn sắp rồi á. Mình làm đỡ hơn tụi nó làm dầu không? Ừ đúng rồi, nó làm dầu rồi. Mà mình làm hai cái bơ, gần hai cái bơ đó. Mình chơi đồ béo rồi. Không. Làm nghiêm chấm cái này. Chấm cái sốt gì? Quậy ra. Ừ. Móc ở dưới. Sao mà móc ở dưới? Để cái miễn nghiêng. Đây có chút xíu gạch mà, ăn cho nó béo béo. Cái mổ ăn tả lấy cái mổ này mà sao mà nó. Lúc sâu quá cái lên còn chết trên. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Gà ế à? Có, gà không ế. Đây ăn seafood trước. Cua ngồi ăn sao? Ngon quá. Cua là đợi gần no rồi mới mở cua. Cục gà nè. Gà này mà ăn cơm với ăn cơm mà. Ăn cơm không? Cơm bóc á. Bằng bóc luôn nè. Đem nó vô kìa. Thôi nó mặn rồi cho ăn á. Gì nói. Ăn kìa. Thấy giới thiệu không sai. Thấy giới thiệu không sai. Ngon. Nhưng mà nó không cay như gì nói. Để ông tăng đô rồi ông ơi. Lúc trước ăn thấy cay mà. Nói vậy mà. Thôi vậy.
Hít thở thấy bà luôn ha. Rất là ngon. Được cà phê đó. Không ngoài có một cái tài là. Ừ? Đây là nước này. Nước gì? Chấm hả? Ừ. Ngon đó hả? Ừ. Ba người đều ba người làm mỗi người đều ba nước miếng luôn chậm không nước miếng nêm nếm trong không miếng ngon miếng ngon ai mốt ai làm tới khi ta đứa rồi á ừ. Tưởng nó ba đứa nét cái mùi con trốn không muốn mê cái này của ra. Con phải làm không cần làm đâu thì đổ ra ừ. Đó hả nó bày sẵn rồi lên ừ. Đây không ừ. Nghe nấu đá lắm không không thì có đá hả mấy cục nó không để nó đâu ờ còn mấy cục đá đây tụi có đem đá trời ơi có luôn đó mình cái ly á đọc phít đi thích lần luôn thích lần luôn. Ồ, như nó thấm thì bắt đầu cay hơn hả? Cái... Mặn hơn. Ừ. Mặn hơn, thấm hơn. Ủa hả? Bé mấy cái càng cua ăn hứng giờ mình ăn cua cua còn nóng mà ăn ngon á hồi nó lạnh hết ngon á hết mang có được kẹp lên gạch nó cứng luôn cho muối ở đó cho bạn coi đây một con cua nó rất là nhiều gạch nè đầy gạch luôn nè gà này rất khá là ngon mấy gạch cua này gạch cua quá trời này ngon ngon còn nguyên một miếng gạch cua nè chấm nhìn mới ngon hàng lưỡi cua ừ. Ngon quá trời luôn á ngon quá thế gạch cứng luôn nè lừa đại á xưa hên nè không có đâu có nghề á ừ có nghề luôn không có muỗng nè lấy cái này múc cho dân giả luôn lấy cái miếng steamer nè múc ô cái này nè con này nè ờ thấy luôn hả ừ nó đó giục nó gì nè ghê bạn đã thắng cũng thử luôn cái miếng này làm cái muỗng múc gạch gạch gì
Ngon quá hả? Béo quá, béo quá. Ê, trộn crawfish hay chết hả? Trộn rồi hả? Trộn rồi hả? Mới trộn rồi. Này dễ thương. Trên chén cơm. Ừ. Ừ. Thấy nhà em đó. Dưới nhà cho xin chén cơm. Dạ má. Đẩy luôn. Tay kìa. Dưới này có con hả? Con. Dạ em đã tôi còn không đem đây. Ừ. Mà tôi khác. Em đã bà nó đi qua với tôi đâu. Mà tôi. Hấp hấp tôi hấp. Chú xin. Ừ. Chén bự không vợ? Đầy chén hay không? Không không. Không không. Để chén. Là cơm ngon. Ăn với này mới ngon. Cảm ơn kia ăn thèm. Ừ. Tại tôi nói cơm này thôi, thật thôi. Sao, sao chiên á. Ôi trong đây nó có đầy luôn nè, nó chưa lấy ra hết nè. Ồ. Đầy gạch nè. Ồ. Chắc mới. Ừ. Đầy gạch luôn á. Cú đá này ăn đúng ngon luôn nè. Ừ. Cái miếng nhịt cua nè các bạn. Nguyên miếng nhịt cua. Ăn này là khỏi cần ăn tới cái thịt luôn á. Béo quá béo. Ừ. Nếu không ăn gạch à? Thàm. Thank you. Còn cho nguyên tuần. Nữa không mà. Nguyên tuần lời đầy hơn nữa. Đây. Đâu rồi không ăn cơm? Đâu rồi ăn cơm? Đây là chiếc. Mà thấy con ngon á, con nhớ không có đủ đâu. Ừ. Ướp chan như này nè. Ừ. Chua ngọt á. Ừ, cua rồi hả? Ừ. Cua này ăn gạch xong mà đủ tiền luôn hả? Không cần tăng thịt như luôn. Như không sao. Không biết nữa. Bốn con mấy gần 20 luôn á. Còn sao chứ? Có 5 đồng hả? Chắc 3 đồng hả? 3 đồng á. Thường đầu mùa nó bán cái hoa hồng ngoái đó. Không nhưng mà nó ngon. Hay là tại con tôi ngon, ba con kia biết làm sao ha. Nó ngọt mà, thịt ngọt á. Bé rồi hả? Ừ. Ừ. Bé càng à. Ồ. Giờ mà các bạn cơm. Cơm. Mở hải gì hết, mở phim. Phim đôi. Không biết mở. Mẹ không mở đi. Cơm ăn với cánh gà mới ngon các bạn. Không làm cái sốt. Tay vô này rồi. Sốt sốt nè. Chan vô. Sốt gà. Ngon rồi. Ngon rồi xong rồi. Ngon rồi xong rồi. Ngon quá. Ăn cơm với nước thôi là đủ rồi. Ừ. Mà mình phải ăn với cái cánh này mới ngon. Là cơm gì? Cơm gà chiên với mắm. Cơm nhà nghèo ăn với nước mắm nè. Trời cho cái mũ không á. Trời ăn bắp nó ngon. Biết gì tôi đỡ rửa cái muỗng không? Ừ. Lỡ bóc rồi bóc luôn nha anh ha. Điều rồi. Cái này dắt luôn. Bớt dắt luôn không? Để ăn cơm hả? Không có. Bà này không ăn cơm luôn. Ừ. Bà này không biết ngon. Bớt kiếm cua bà ăn. Ừ. Ừ. Ủa sao mấy này đây? Trời ơi. Mấy con dưa nó thấm. Ừ, nó thấm á. Dạ. Ngon lắm. Mấy làm còn ngon, mấy nó làm á.
gì nữa làm nó đi tư. Mình nên mở một cái nhà xe lưu động á, bán hàng rong. Sáu nào cũng làm chặt vậy ha. Ừ. Rồi uống luôn. Bà uống luôn á. Máu còn mở không? Ê, cái nước máu ngon quá à. Cái nước này cái mình ăn với cơm được không ta? Chắc cũng ngon á. Ừ. Nha, mình lấy nước graphite mình ăn với cơm ha. Lấy bắt trước họ chấm thôi. Đây rồi. Nước graphite ăn cơm. Ê, cũng ngon á. Ngon. Mấy nước ngon quá. Chị làm nước gì nhà với cơm đi. Không được đâu. Ăn là mập á. Mập á. Ngon. Ăn với cơm chấm với rau hết. Quê đó. Quê. Thường giờ thứ bảy đi làm mới ngon cơm đó mà. Làm biến á. Với lại cho bạn. Mình ăn vài con chimmer nữa. Steamer. Chim phải chimmer. Chimmer. Con chimmer. Chimmer chim. Steamer. À. Chimmer. Ốc thì ăn ốc ngọt quá. Bé nè. Có ăn ốc mà. Ăn dễ luôn á. Từ từ. Thay đổi. Không biết sao con này thấy nó ngon hơn con lem ta. Ngon hơn. Nó ngọt hơn. Nó ngọt hơn. Nó có dai bằng. Nè. Trời, cái thang này không đủ luôn á. Không. Cái dọn con cua qua lấy thang này nè. Mình rất thích ăn là seafood. Giống seafood. Biết nhìn không biết giống con gì luôn á. Nhất là hải cẩu không bà. Hay con hà mã. Không, ông này cánh không cục đâu. Giống con hà mã mà giống con hà mã. Hai của mình là cái cánh cục nè. Ok. Ok. Cục dễ thương. Thương mà. Động vật à. Ăn thì cái càng con nó tươi không cho các bạn xem ha. Ok. Không nhẩm liệu ở đây hoài. Không chờ cái gạch á. Không có. Chờ cái kẹp. Không kẹp á. Tưởng không chờ cái gạch á. Chờ coi cái gạch coi sao. Ngon không? Dạ phải lâu quá. Cái này nó thấm nó bắt đầu nó cay á. Ê mà ngon á. Ừ. Thank you. Dạo này đi chim hoài tự bẻ không đi khỏi cần kẹp. Đi cũng như không rồi. Tại sợ ngủ đi bơi nè. Cái này tươi ngọt không? Ừ, thịt nó ngọt lắm các bạn. Ngọt. Các bạn thứ bảy chủ nhật luôn. Thầy biết bơi. Thầy đi được. Thịt nó chắc quá vậy. Nó không có bị. Nó ngon mà. Đi chủ nhật được. Chủ nhật 2 giờ là xong rồi. Chủ nhật thường còn nấu ăn á. Bơi. Không làm gì chủ nhật hết. Ra biển Hàm Tần kìa bơi. Ừ, ra ngoài hai bơi. Đập đá. 3-4 ngày chưa lên luôn. Đập đá không? Đập thấm rồi đó. Cay thấm rồi hả? Ôi vậy nữa là mình xào này xong cái mình để 15 phút là bắt đầu thấm rồi đó. Mình không có cần phải mà để phải, tẩy nắp cho nó ấm. Ờ phải trộn nhiều. Mình cứ trộn ngoài. Ừ, ok. Này là thấm ngon đó. Đợi cái gì thầy à. Con đứng này biết nhớ gì không? Mưa phùn luôn các bạn. Nhớ gì? Cái con bạc kia. Ờ. Tại sao nhớ bạc kia? Tại cái nó mặn mặn con gì. Đây đâu có mấy đó. Có mà. Ừ. Trời ơi nó văng qua đây luôn. Mưa phùn tùm lum các bạn luôn. Không phải nhà mình cho nên giả dạ, mà. Mày nhớ luôn. Muốn tao qua nhà mày nữa. Nó hồi con cay ra nó quất bà vậy nè. Chỗ nó ngủ quá. Dạo này đang thèm bánh xèo quá không? Nói gì không hiểu gì chứ. Bánh xèo hả bà? Hả? Thêm dịch lại luôn đó. Đâu mày nghe không rõ. Mày quái á. Ý là kêu mình làm bánh xèo á, hiểu không? À. Làm nhớ hôm bữa nữa đó. Nó đây nó văng lùm lùm rồi nè. Không muốn nghe tin. Đây nè. Không, có kè. Không, kia kìa. Uống này hết đi, đâu có chỗ để
Nó thấy mạnh đó. Mạnh mà. Thư cái gì cũng mạnh. Thư cái gì cũng mạnh hết. Hoặc là mặt tư đổ quét luôn. Chúc tôi lái xe cho. Ngang nè. Hả? Tôi lái vệ sinh nè. Ờ tôi quên. Tôi quên mình nè. Nè không có đỏ bằng bên kia. Ừ. Ê hình như nó không ngon mặt của anh nữa nè. Ừ. Vì của anh hơn nè. Ngon tay của em hơn. Em một cái càng nè. Chấm bớt. Bớt nè. Ừ. Ừ. Nóng coi này khỏi ngủ luôn. Cái gì còn nóng. Thèm xòi quá, ăn xòi được không? Ăn đi. Nè. Nhớ cho chú ăn mà. Bóc thèm miếng xòi thôi. Em chưa đổi khẩu vị. Xem một miếng. Không ngon rồi. Bằng của mập á. Ừ. Ngon mà hả? Ờ, đen lùi rồi. Nè nè, mà mắng chưa. Từng con trắng ngon hơn. Ừ. Trời ơi, mấy con Mỹ đen. Cắt màu, cắt câu đó ra nha. Không à, nhớ, nhớ cắt câu đó. Mấy con đó đó, bự lắm, không dám lấy. Tại nó còn tệ hơn mấy con này nữa. Ừ. Nó là xì luôn á. Xì đen. Ừ, thật nhiều. Mà thịt ngọt. Thịt ngọt. Ừ, thịt ngọt rồi được rồi. Cả lửa hay lắm. Ba ăn cái cục này không? Ăn đi. Không à, đúng mà khoái mà. Cục này khoái. Ngon. Ừ. Ngon mà, ăn sực sực. Ừ. Cục nó biết gì không? Không quá, mình no rồi. Rồi tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo ha. Bye bye. Đừng cho nó, mình đứng cho mình đang cầm ăn mà nó táp á, không có cho. Okay. Một cô gái xinh mà cố gắng mang quá nhiều trang sức lên người. Cái tép. Tôi sẽ dành cái trang sức. Nó lại xin ăn hả? Sky. Nó ok. Ok. Nó cầm cái đồ ăn khi mà nó gần gạt. Để ok. Nhưng mà nó táp đánh cái miệng của mình. Ờ, cô thầy nói. Cái nghiệp. Ê. 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 Trời nhẹ vậy con, nhẹ con. Cảm xương cho nó ăn. Thì em đã tìm hiểu thêm những cái kiến thức mình sẵn sàng. Lột á. Lột luôn á, chó hơn 10 nữa. Em quay lại đây để chinh phục sân chơi này một lần nữa. Ờ. Cả vừa đúng rồi luôn đi. Cạp đúng rồi luôn. Cái lời của em nó có câu chuyện rất là hay. Đó là lý do tại sao tôi bấm chọn. Tôi rất thích những cái người kể chuyện cho nó. Cho nó giảm thôi. Cho nó giảm 2 chút giảm cho nó. No. Nó nghèo à. Để gần nó không dám ăn được là nó. No. Để gần hơn. Để gần hơn nè. Nó no, đừng đánh cái mỏ nó. No. No. Mà để gần hơn cứ nói người. Thích thôi mà. Nó không dám ăn được. Nhưng mà chỉ khi nào mà ok thôi nha. Thích cái độ mà tim của vô với dã rời. Ok. Chọn liếm hết luôn đi. Anh không thích những cái giá bán liếm nhọt quá. Nhọt á. Được hai cái nhóm mà tôi thần tượng trong năm vừa rồi. Và tôi rất là thích cái clip của các bạn. Tôi thuộc cả cái bài của các bạn. Nhưng mà cái gì tôi Nguyên không thể hát được bởi vì nó quá nhiều lời. Ăn xong đánh răng. Chó đại gia. Chó đại gia. Hay quá, nó không cắn mình hả? Chủ nó cắn chạy. Không có gặm lẽ. Gặm đó, nhanh nhanh. Nó gặm đó.